hai hạng mục rất quan trọng dành cho xe mới xuất xưởng. Ngày hôm nay thì bên Rotu có nhận hai xe, một con Raptor màu đỏ 2024 và một con BMW X5 2024 luôn nha anh em. Đặc biệt là hai con này anh em nhìn xem biển số nè, 23456 và bên đây là 55677. Biển số là hơi bị xịn luôn nha. Cả hai xe đến đều làm hai hạng mục rất quan trọng. Hạng mục thứ nhất đó chính là dán vin cách nhiệt chống nóng cho xe. Hạng mục thứ hai đó chính là dán BBF để bảo vệ toàn bộ bề mặt sơn xe cũng như là một số chi tiết trong nội thất xe. BBF thì hai xe này đều chọn là thương hiệu Manetro. Manetro là một thương hiệu rất là nổi tiếng hàng đầu trên thế giới luôn nha anh em, xuất xứ từ Mỹ nha. Phin cách nhiệt chống nóng thì cả hai xe luôn đều chọn là thương hiệu Procool đó. Phin phản xạ nhiệt. Kính lái hai xe đều chọn là mã T60. Anh em nhìn xem con BMW này là chưa dán nè. Đó, nó là kính zin luôn, chưa dán phin lên, thì ở ngoài chúng ta nhìn vào chúng ta vẫn thấy nội thất ở bên trong rất rõ ràng. Còn bên đây là T60 đã dán lên rồi, độ tiền sáng của nó khoảng 55% anh em, 55-60%. Đó, nhìn vào thì nó hơi mờ mờ nha. Tiếp theo nữa, tài phụ là chọn mã 40. Con BMW bên đây là chưa dán nè, ở ngoài thì mình nhìn vô rất là rõ ràng bên trong luôn. Còn cái kính ở bên đây thì dán mã 40, chúng ta nhìn vào nó mờ mờ. Đó. Đối với những anh em nào mà mắt chúng ta yếu hoặc là chúng ta muốn nhìn cho nó rõ ràng luôn á thì dán mã 40 là ok. Còn đối với những anh em nào á mà mắt chúng ta tốt, chúng ta có thể nhìn được thì chúng ta dán mã luôn 20 luôn là đẹp luôn nha anh em. 20 trước, 20 sau là nó đồng bộ luôn. Như cái kính sau này là bên khá dán 20 nè. Đó, nhìn rất là đẹp. Phin này là phin phản xạ nhiệt, một trong những thương hiệu phin là VIP nhất ở thời điểm hiện tại luôn nha. Tại Rotu thì có khu vực thi công phin cách nhiệt và BBF chuyên biệt nha anh em, với sức chứa là khoảng 7 xe. Đó. Phòng khép kính máy lạnh, đây anh em nhìn xem phía trước là bên khá làm phòng kính hết. Khu vực là chứa được 7 xe, ở trong đây là khoảng là 4 xe đó. Đó, được trang bị rất là hiện đại. Hai bên là có máy lọc không khí của Đức luôn nha, để đảm bảo và kiểm soát cái nồng độ bụi. Thi công làm sao mà nó đạt cái hiệu quả tốt nhất nha anh em. Rồi bây giờ Khá mời các anh em đi một vòng showroom bên Khá xem là hôm nay có những xe gì đang làm luôn nhé. Đây là con Kia Carnival cũng dán BBF nè anh em. BBF này là BBF Sub Pro nha. Đó, anh em nhìn xem xe đã dán xong rồi nè. Nó rất là bóng, dán BBF lên rất là bóng. Rồi đây là khu vực trưng bày của bên Khá. Showroom bên này thì là trưng bày chủ yếu là phin cách nhiệt và BBF nha anh em. Phin cách nhiệt thì bên Khá đang làm các thương hiệu như là ASVKF nè, Rocool, Cool and Light và 3M. Tại đây thì bố trí đầy đủ máy test luôn, từ test thông số nè cho đến test độ cách nhiệt của từng dòng phin luôn. Anh em đến đây chúng ta có thể so sánh một cách khách quan về thông số, về độ cách nhiệt của từng dòng phin. Từ đó chúng ta đưa ra cái quyết định là dán dòng phim nào phù hợp với nhu cầu của mình nha. Bên Khá là bố trí đầy đủ kính test và máy test luôn cho anh em. Tiếp theo bên đây là khu vực trưng bày về BBF. Đó. Khi anh em đến đây thì chúng ta sẽ trải nghiệm từng tính năng công dụng của BBF luôn. Đầu tiên á, là cái khu vực này là khu vực test độ chống chày nè. Đó. Test chống chày, đây là có cái máy khò hơi nóng để cho nó khôi phục. Thứ hai nữa, đây là cái máy test về độ máy test về độ đâm thủng. Đó, đây nó có hai cái cây nhọn nó đâm lên anh em. Đó, test về độ đâm thủng. Thứ ba nữa là test về đá văng. Đó, mô tả cái đá văng lúc mà ta di chuyển ở trên đường đó, đá nó văng, thì đây là cái máy test về đá văng. Cái này cũng một dạng giống như đá văng nhưng mà nó thay bằng những cái cục lò xo, nó nặng đô hơn nha anh em. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của dán BBF và không dán BBF nó sẽ như thế nào luôn. Và cuối cùng đó chính là cái máy test co giãn. Đối với những dòng BBF xịn á, thì chúng ta sẽ cho nó co giãn hết mức có thể luôn. Đó, rồi sau đó chúng ta bật lại nè, bật xuống lại thì nó sẽ khôi phục lại cái hiện trạng ban đầu luôn. Đó, nó khôi phục lại cái hiện trạng ban đầu, nó không bị tình trạng là nứt keo, vỡ keo. Nó, những đặc điểm này là nó chỉ có trên dòng BBF xịn thôi nha. Ở bên Khá là nhà phân phối thương hiệu BBF Manetro và thương hiệu Saab tại Việt Nam.
đó. Mà anh em đến đây để chúng ta trải nghiệm nha. Và cái khu vực bên này á, là chuyên để dán phim BVF, cũng như là khu vực giao xe những xe đã hoàn thiện. Ở trong đây là full kính máy lạnh luôn nha anh em, hoàn toàn biệt lập luôn. Nè, đây anh em nhìn ra bên ngoài nè đó. Nhìn ra bên ngoài nha, là ở đây là bên Khá làm full kính máy lạnh là hết luôn. Rồi, coi chừng. Đây, dạo mời các anh em dạo một vòng nha. Xe này là Kia Carnival làm limousine, thì bên Khá đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Rồi, con này là con lết sạch, đang đậu để mà chờ khách đến để nghiệm thu anh em. Đó, xe này công ty. Rồi, khu vực bên đây là khu vực showroom trước kia nha. Con Reta này là của công ty luôn em. Alphard bên kia là đang chờ đậu để dán phim với BVF nè. Đó. Rồi, Kia Carnival. Kia Carnival có đơn hàng rồi anh em. Làm sàn đổi màu nội thất, cách âm. Đấy. Kia Carnival này thì làm lại nội thất limousine nha anh em. Con này là ở dưới Đồng Nai nè. Anh khách trước kia đã lên một dàn âm thanh rất là xịn sò rồi. Lần này anh quay lại để nâng cấp lại nội thất limousine. Hả? Đấy, xe này. Xe này thì làm lại nội thất thôi anh em. Này là có làm sàn rồi nè. À, xe này có làm một cái dàn âm thanh nữa. Con này là độ một dàn âm thanh rất là khủng luôn nha. Đây, mời các anh em show cốp cho mấy anh em xem nè. Đó, con này là một dự án rất là khủng. Súp của nó là tới 15 inch luôn nha anh em. Rất là to. Con led sạch này á, thì là đổi màu lại nội thất nè, bọc da. Kia Carnival ở trong kia thì làm lại full nội thất, cách âm chống ồn. Đó. Nếu như anh em mới nhận xe thì hãy liên hệ ngay với bên Khá để trang bị ngay hai hạng mục quan trọng này nha.